Đúng rồi, một Dạ. tô quy định 2 con tôm, Dạ. 2 miếng cá lóc, có thể hoặc là 3 lát thịt bò hoặc là 2 lát thịt bò. Dạ. Dạ. Rồi rau mực thì lúc nào cũng 2 miếng. Dạ. À, anh chị các bạn thân mến, bây giờ chắc khoảng tầm gần 4 giờ chiều tại Sài Gòn mọi người ơi. Hiện tại thì mình đã có mặt trong một con đường nhỏ thôi ở quận Tân Phú này. Đây địa chỉ là 66 Trần Văn Cẩn mọi người ha. Đó. Địa chỉ cũ luôn nè. Quận Tân Phú nha. Hôm nay thì mình sẽ vào trong đây mình chia sẻ cho mọi người về xe bún thái của chị này. Nhìn hấp dẫn và rất hoành tráng mọi người. Còn ở phía bên kia là bánh canh thì năm rồi mình cũng đã quay chia sẻ cho mọi người về cô này rồi. Vừa quan tâm thì xem lại nha. Quán vỉa hè thôi. Mọi người ăn thì mình có thể ngồi ở phía bên đây. Phía bên đây hoặc là phía bên đây. Kìa. Phía bên tay phải luôn. Chị, cái bún thái của mình là bán sao chị? Em thấy tại có cái đầu cá lóc nữa nè. Ừ, em bán bún thái hải sản, có khách vô ăn bún đầu cá lóc. Dạ. Đầy đủ 40.000, còn bún đầu là 45.000. Là nguyên một cái đầu hay sao chị? Nguyên cái đầu luôn, tô bún với cái đầu không nghe, còn hải sản là riêng. Nếu mà thêm hải sản và thêm cái đầu nữa thì sao chị ha? Như vậy là tính khách 75.000 một tô với cái đầu thêm. Khoảng 3 giờ. 3 giờ là có rồi. Dạ. Bán chị đây bán được lâu chưa? Bán ở đây hả? Cũng được khoảng 9-10 năm rồi. Dạ. Anh thấy em biết sao anh bạn của mình này nó có nhiều món như là 7 ngày 7 món đúng không chị ha? Nhưng mà giờ không gài đuối quá, giờ bán giật là còn mấy món à. Hai là bún thịt nướng, bánh mì thịt nướng, bánh hỏi thịt nướng. Rồi thứ ba thì bán bánh mì nướng, súp cua. Rồi thứ tư thì bán bún măng vịt, bún miếng vịt với lại gỏi vịt. Thứ năm thì bán bún thái. Thứ sáu bán mì vịt tèm. Thứ bảy là quay lại cái ngày bánh mì nướng súp cua. Chủ nhật thì bán lung tung món lắm. Cái tô của mình đang làm là có phần gì chị ha? Thịt bò, cá lóc với lại mực mà này khách ăn đòi ăn mì gói. Mì gói ha. Như vậy nên giá nó có giống với bún thái không? Cũng bán cũng như vậy nhưng mà cái tô của anh này ăn là phải 45.000. Dạ. Tại ảnh ăn tới 2 giắc mì lần. Dạ. Như vậy nè. Dạ. Là 45.000 mà 2 giắc mì. Dạ. Còn nếu mà thêm cái đầu vô nữa là 75.000. Đúng rồi. Cái đầu nó bán dạ. Cái đầu đó nữa cái lô có luôn á. Đây mọi người thấy ở đây là cái bếp là chị sử dụng bếp bếp than, than củi. Wow. Người thấy nhìn chiếc xe không có tên nhưng mà vô cùng là hoành tráng hấp dẫn mọi người. Một cái nồi xoài ôm bụp đây. Đó, là nước lèo. Còn ở đây là cái tủ có chả nè, có tôm nè, đầu cá lóc nè. Còn đây là một cái bình nước chấm mọi người. Wow, mình hấp dẫn chưa? Đó. Rau nè. Một cái đây có thịt, có cá lóc mọi người. Mực. Đây nước nước mắm me hay chị ha? Đúng rồi. Wow, nguyên một bình to luôn. Tại vì người ta chấm nhiều quá. Dạ. Có củ hành với lại cà với lại nấu củ gừng có vậy. Thơm hay vậy ha. Nấu này nấu tự nhiên luôn chứ mãi giống như người ta bọt nhiều quá mình dớt bỏ chị ha. Bỏ yeah. Nhưng mà tại vì nãy giờ làm không kịp á. Ra có khách lại mua. Nó sôi lên á. Mình có một cái nồi chuẩn nước riêng luôn kìa ha. Đúng to quá trời. Cái nồi này cũng chuẩn than củi luôn. Than củi luôn. Mà ở dưới có một cục than đá ở trên là như than củi không? Dạ. Bún thái là tôm mực nghe. Đó là thịt bò chị ha. Đúng rồi. Dạ. Không ăn tôm, có thịt bò, có cá lóc.
rồi cho đầu cá, cho ớt nhiều nhiều vô. Được hai con tôm luôn hả chị ha? Đúng rồi, một tô quy định hai con tôm, hai miếng cá lóc, có thể hoặc là ba lát thịt bò hoặc là hai lát thịt bò. Rồi rau mực thì lúc nào cũng hai miếng. Em thì cái đầu cá thôi. Bún đầu ha. Bún đầu. Giờ anh ngồi ghế đi, em làm bên đó đó anh. Nè chị Lúng ơi, cái anh bên đường đi chị Lúng. Chị chỗ đâu ngồi hả, bưng về ăn đi nè. Hay là bưng qua bển? Ngồi đâu ngồi. Nói bàn hồi đây được không? Có. Rồi mở bàn hỏi dưới đó đi. Rồi đợi. Nè chị Lúng, để cái đầu. Tôi quay lên giống như tao gì à, ăn uống đó điểm không? Gì bé? Cho em một phần nhiều bún đi. Ông hỏi bà Tám bà đi... Tám thì công viên rồi. Sợ gì không chịu lắm nè, không rồi sao? Sao gì cô? Đây là mình mua đem về mọi người, mình ăn tay chỗ thì mình ngồi ở đây. Đúng chắc về hè luôn. Rồi qua liền. Hai bánh đầy đủ luôn đó chú. Đây ở bên này là cô này bán bánh canh cua đầu gà mọi người. Mọi người có thể ngồi ở trong hẻm này. Còn mà chị bán bún thái là ở đây. Bán hành món. Hoặc là mình có thể ngồi ở phía bên đây. Đó. Ở trên vỉa hè như thế này thôi mọi người ơi. Rất là bình dân luôn. Một cái quán 7 ngày 7 món mọi người, không có tên nha. Của chị này. Thì mình đã kêu một cái tô đầy đủ hết là 40.000. Thêm cái đầu nữa là 30, thêm cái đầu nữa là tổng cộng là 75.000. Còn nếu mà người ăn cho tô bún với cái đầu không á là 45.000. Rồi, cận cảnh cho người xem. Còn tô mình sẽ tách ra nè, này là 40.000 thì có mực nè, có cá lóc nè. Nhiều mọi thứ là được hai món mọi người. Đó, nhiều như mực là được hai cái miếng mực, cá lóc là được hai miếng cá lóc. Tôm cũng vậy luôn, tôm cũng được hai cái. Có chả, có thịt bò nữa nè. Như vậy thôi. Thì bán lúc 3 giờ. Có kèm thêm một cái gì ra.
ao trùng mọi người ha. Thì cho vào tí thôi. Rồi giờ nếu mà thêm thì mình cho thêm. Có một cái nước mắm mè nữa. Wow. Mình thử cái vị coi như thế nào rồi mình cho ớt vào mọi người ạ. Wow. Mọi người thấy là cái nồi có than ở dưới lúc nào cũng nóng sôi bụp 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 lên. Wow. Nước lèo lúc nào cũng nóng hết. Và cái vị thì mình sẽ cảm nhận là có chua, có ngọt, nhưng mà nó không quá đậm đà mọi người. Vừa đủ vị thôi. Nhưng mà ăn được mọi người. Bây giờ mình sẽ cho tí ớt vào nè. Chắc cũng tùy theo khẩu vị á. Nếu ai đã từng ăn ở đây thì có thể để lại cái bình luận bên dưới nha. Coi như thế nào. Sát bơ với bánh canh đậu gà mọi người ơi. Nước mắm me mình sẽ cho vào luôn, cho mình sẽ trộn lên. Cho một tí ớt vào đây nè. Ok. Trộn đều lên, không có ớt nó nằm trộn. Chấm con tôm với nó mắm me. Tôm tươi ngọt, thật sự luôn. Chấm với nước mắm me nè. Có xả nữa, thơm. Cực kỳ thơm mùi xả luôn. Này chắc là ai muốn ăn nước lèo thêm thì xin chị. Người biết là cảm giác mà vừa nóng mà vừa cay. Wow, con mực. Thôi bây giờ mình sẽ chấm miếng mực này với nước mắm này nữa. Thì mình chấm với nước mắm me này nó ngon hơn mọi người. Rồi, mình sẽ thử đều xong cái tô bún thái. Bây giờ tới cái đầu đi. Cái đầu mình thấy là chị đã trùng sơ qua rồi. Cho nó nóng rồi. Bánh canh bún thái mà đậu cá lóc nữa mọi người. Nghe là lạ quá. Để nãy giờ biết còn nóng không? Thứ nhất là mình không có cảm giác là bị tanh của mùi cá mọi người. Cảm giác là không bị tanh. Cá thì ngọt. Cá tương đối ngọt thịt. Này là ớt là tùy theo độ cay từng người nha. Mình ăn cay cũng sơ sơ thôi. Sẽ khởi thịt thì ra. Vì miếng thịt bự còn nè đó thì chấm miếng nước mắm me. Thịt ngọt mọi người, không bị tanh. Ok, chung là cái đầu cá bự đó, đó đầu cá bự tương đối xong. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người về quán bún thái mà 7 ngày 7 món của chị ở quận Tân Phú này. Một quán đúng chất vỉa hè luôn mọi người. Mọi người thêm là mình ngồi trên bàn ngủ trên vỉa hè luôn. Về chất lượng thì mình đánh giá thì cũng ăn được mọi người. Cá thì chị làm tương đối không bị tanh nè. Chắc thịt, ngọt thịt, ngon. Đó. Ok, cái đầu to.
Còn về chất lượng là một tô bún thái đầy đủ hải sản á, 45-40 ngàn. Và thêm cái đầu nữa 75 ngàn thì chỉ các bạn thấy thế nào thì để lại bình luận bên dưới nha. Rồi mình ăn tiếp đây, càng quá mọi người. Nãy không cài giờ càng quá. Đó. Nếu thấy video hay, hữu ích, nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn. Và đừng quên nhấn vào nút cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin bye bye và gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin bye bye.